Vì 8 giờ đến 9 giờ thì cô rảnh, hoặc là tối thứ bảy cô cũng rảnh, tối chủ nhật cô cũng rảnh. Nếu cô buồn ngủ muốn đổi thì có thể đổi qua những buổi đó. Chắc tối thứ bảy để đi chơi đúng không? Tối thứ bảy để đi chơi, không học. Có học tối chủ nhật không? Học luôn. Ok, học tối thứ sáu thôi. Cô rảnh tối thứ sáu nè, tối thứ hai nè. Tối thứ hai 8 giờ đến 9 giờ cô rảnh. Nếu như cô muốn đổi thì đổi qua đó, không sao hết. Học 9 giờ thì trước đó cô cũng dạy thêm một lớp nữa trước con cơ. Cô dạy 2 ca liên tiếp. Ok. Ở nhà con có mấy anh chị em? Hai, con là em hay là chị? Em Con là em. Ồ chị, con có chị hay là có anh? anh Anh con học lớp mấy rồi? lớp 12 Học lớp 12 rồi, lớn vậy. Lớp hết 12 là sinh năm 2003 đúng không? Con lớp 6. Lớp 6 12 tuổi. 12 tuổi từ 21 là sinh năm 2009. Trời ơi, nhỏ hơn cô 12 tuổi. Cô năm nay bao tuổi? Nhỏ hơn cô 12 tuổi là cô bao tuổi? con với mấy con 12, 13. Ok, lớp 6 thì coi như là 12, ok. Không, nhưng mà năm nay con thấy lớp 6 chuẩn bị lớp 7 là con 13 rồi. 13 rồi không ta? Đâu có lớp 7. Ủa, con học lớp 7 à? Lớp 7 thì là 13. 13, lớp con lớp 7 là con phải 13 nha. Thế thì cô hơn con 11 tuổi. Cô bao nhiêu tuổi? Hai Dễ toán, tư. nhanh. Chính xác. Cô 24 tuổi. Cô đó cô đang đi học hay đi làm? 24 tuổi đi học. Chính xác, cô cũng đang đi học. Cô đang học ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi nào lên thành phố Hồ Chí Minh chơi gọi cô nha. Ok. Do you want to play again? Yes. Ok. Cô với con sẽ đối đầu với nhau xem thử ai thắng nha. Xem thử con có thắng cô không hay là cô thua con nè. Con muốn làm team one or team two? Yeah. Ok, team one. Mời mời con chọn một con số. Three. À, về nghề nghiệp nha, từ vựng về nghề nghiệp. Firefighter. Chính xác, firefighter. Nhấn âm thứ nhất, firefighter. Firefighter. Yes. I choose five. It's a vet. Bác sĩ thú y nha, mình gọi là vet. Mà không gọi là doctor, có một cái tên khác là vet. Next. Why do you think so Hey. long? Eight. À, thợ sửa ống nước. Hơi khó nha. Thợ sửa ống nước, ấm nước là ống ống nước là gì nè? Ống nước. Ok, bây giờ Hey. cô cho con một gợi ý nha, xong con sẽ tạo ra. Ok, thì thợ sửa ống nước là gì nào? Lâm Lâm, sorry, từ từ chờ con xíu. Ai nè, đúng không? Plum. Thêm chữ gì nữa? Error. Plumber. You say plumber, right? Chính xác. Plumber. My turn. I choose 10.
À, he's a baker. Yeah, your turn. Two. Two. Who is it? Kỹ sư. Kỹ sư. Engineer. Engineer. Do Yeah. engineer? Yes. Không nhớ. I choose 12. Oh no. Your turn. Back to you again. What number? One, Eleven. set 11. Who is Police. policeman or police officer? Yeah, policeman or police officer. I choose seven. Policeman. Ah, easy. Singer, ca sĩ. Your turn. Còn rất là nhiều Fifteen. số. Ok. Lái xe. Lái xe. Driver. Chính xác. Trời ơi, nghĩ gì mà lâu. Dễ sợ. I choose number one. Yeah, 5 point. Your turn. Six. Người chơi bóng đá. Khó thế nhờ. Từ này học chưa nhỉ? Có nghĩa là từ này con học rồi đó. Cô gợi ý nha. Football. Thêm gì nữa nào? Đúng rồi, ER gọi là footballer. Footballer. Chính xác. Or we can say football player. Yeah. Choose 9. She is a nurse, y tá, a nurse. Have 4, 13, yeah, 16. Cô này đang làm gì đây? Múa Đúng rồi. Múa là gì? dancer. Đánh xác, dancer. Choose 14. Yeah. Your Far. turn. Who is it? Chú hề, chú hề. Clown, clown. Đây nha, clown là chú hề. Oh, you Con biết ai, đây là ai không? Bác sĩ nha khoa. Dentist.
nha, dentist. Đó, chữ này nè, dentist là bác sĩ nha cô ạ. Yeah. Hơn con được 5 điểm. Ok. Ủa, bình thường là con ngủ với mẹ hả Thơ? Dạ không. Không ạ. À. Cô thấy mẹ con hay nằm ở phía sau á, nên cô tưởng là con ngủ với mẹ. Mẹ con lên canh. À, sợ học không tập trung đúng không? Không biết. Sợ con lười học đúng Tối không? mẹ con dạy. Thế là tối nào mẹ con cũng lên canh Ở dưới kia buồn cũng có gì xem hết. có chỉ bài con Dạ có. không? À, mẹ con giỏi vậy, chỉ bài hay chỉ bài con môn gì nè? Toán, mẹ con chủ nhiệm. Mẹ con chủ nhiệm lớp con. Dạ. Really? Dạ. Trời ơi, thế thì chắc mẹ đó học nhiều lắm đây. Học toán nhiều hay học tiếng Anh nhiều? Học nghĩ gì Học cái gì cũng. Mẹ lên canh là không có sao nhãng được tí nào luôn á nha. Ok, hôm nay mình sẽ học về thì hiện tại hoàn thành. Đó, con đường học thì hiện tại hoàn thành tới lớp chưa? rồi. Ừ. Rồi, hôm nay mình review lại thôi nha. Cô sẽ review nhanh lại cho con và mình làm bài tập. Thì trước khi mình review thì xem TV. một cái video cho nó thoải mái. Present perfect. Chuyện nghe tiếng Anh luôn. When do we use the present perfect? Cách sử dụng. Đó, bây giờ mình 1. nói cách sử dụng. Cách sử dụng thứ nhất. To describe an experience. Để miêu tả về một trải nghiệm. I have I have traveled traveled the world. The world. James has met the president. President là tổng thống. Đó, ông da đen là tổng thống Obama đó. I have never been Never to been space. to space. Chưa bao giờ ra ngoài không trung, không trung cả. Two. To describe a change over a period of time. Miêu tả một sự thay đổi trong một khoảng thời gian. House prices have increased have increased a giá lot. nhà tăng rất nhiều tăng nhiều house prices have increased Andrew Andrew has grown since the last time I saw him. This restaurant has become very popular. Has become very popular. Nổi tiếng. Popular. Nổi tiếng, phổ biến. Three. Okay. To describe accomplishments. Để miêu tả một thành quả. Doctors have discovered cures for many diseases. Bác sĩ đã khám phá ra cách chữa trị cho nhiều bạn. Heroes, man, man has been, have been to the moon. Là người đã lên đến được mặt trăng. The computer has made it possible to learn online. Máy tính đã khiến cho việc học online trở nên có thể. Four. A continuing action that started in the past. Ok, một hành động tiếp tục đang xảy ra và một hành động bắt đầu Sam trong quá khứ và đang xảy has ra worked hiện here for tại. 7 years. For 7 years. Bây giờ anh We ấy bảo have been in a relationship for 3 months.
He's so sad. They have been in the room all day. Ok, có mấy cách sử dụng nào? Có mấy cách sử dụng? Nhớ không nào? Thầy con, có mấy cách sử dụng con nhớ không? Trời ơi, có 4 cách. Có 4 cách sử dụng nha. Trời ơi, người ta đếm đến number 4 rồi mà còn không nhớ nữa. Xem không tập trung, không có mẹ với sao quá khác. Ok. Hồi nãy là lớp nãy có 4 cách sử dụng. Đó, bây giờ cô sẽ nói lại một lần nữa về cách sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn. Ok, nó rất là khó nhớ. I know. Ok, chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói gì? Để nói về gì nào? Thứ nhất là những thứ đã xảy ra trong quá khứ mà mang lại kết quả ở hiện tại. Mà kết quả nó ra tới hiện tại. Ví dụ như là tôi đánh mất chìa khóa, I lost nè. Tôi không thể mở được cửa. Đó, cái việc mà con đánh mất chìa khóa ngày hôm qua nó khiến cho con không thể mở được cửa. Đó là dẫn đến kết quả của hiện tại nha. Những thứ mà xảy ra trong quá khứ, không nói chính xác thời điểm, without, not exactly when happened. Đó là những thứ đã xảy ra trong quá khứ mà không liệt kê chính xác thời điểm. Nó như là Sarah and Nick have moved to London. Không có một thời điểm nhất định nào cả. Khi mà mình nói về trải nghiệm, những thứ mình đã làm hoặc chưa làm trong cuộc sống, chưa làm được trong cuộc sống, trải nghiệm nha, thì mình cũng dùng thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta sử dụng chữ ever và chữ never với thì hiện tại tiếp diễn khi chúng ta nói về trải nghiệm. Trải nghiệm ever và never chỉ dùng cho experience nha, nhớ. Và will you ever in the questions, have you ever seen a shark? Bạn đã từng thấy con cá shark, là cá mập chưa? Have you ever been in the foreign country? Đó, con đã đi ra nước ngoài chưa? Have you ever traveled overseas? Đó, tương tự. Và chúng ta sử dụng never. Chúng ta chỉ sử dụng chữ never trong positive sentences, là trong câu khẳng định. I've never played golf. Nó đồng nghĩa với là I haven't played golf. Yeah. Never chỉ đi cùng với câu khẳng định, nhưng nó lại mang nghĩa phủ định. Ok, nó hơi bị tricky một xíu. Never là không bao giờ đúng không? Nó mang nghĩa phủ định, nhưng nó luôn nằm trong câu khẳng định. Nó không nằm trong câu nghi vấn. Câu nghi vấn là mình sẽ dùng chữ ever. Ok. Và mình dùng thì hiện tại tiếp diễn khi nói về, cũng nói về trải nghiệm, nhưng mà với cái superlative này là so sánh nhất. This is the worst thing I ever seen. This is the strangest story I ever heard. Oh. Ok, nó rất là nhiều và khá là khó nhớ. Bây giờ để nhớ được thì làm bài tập. Ok, form of the present perfect. Do you remember how to? Đây, chủ ngữ. Đầu tiên là chủ ngữ cộng have và has. Khi nào cộng have và khi nào cộng has? Tương tự thôi. Has là mình chia cho động từ số ít hoặc
Đây là lộn chia cho danh từ số ít hoặc là danh từ không đếm được, còn half mình chia cho danh từ số nhiều. Ok, nó giống với chữ is, are, don, doesn't. Rồi, để hình thành câu phủ định thì mình chỉ cần thêm not. Và câu phải nhớ này, lần trước mình học thì quá khứ đâu đúng không, là mình nhớ cái verb 2, còn ở đây là mình sẽ dùng verb 3 past participle. Và để tạo thành câu hỏi cho câu nghi vấn thì mình sẽ đưa động từ lên trước là have và has. Ok, let's practice together. Ok, since, phân biệt giữa since và for. Can you tell me? Sau since thì sẽ là cái gì nào? Sau sinh là một khoảng thời gian hay là một mốc thời gian? Mốc thời gian. Đúng rồi, mốc thời gian. Còn sau for mình sẽ dùng một khoảng thời gian. Đó. Thế bây giờ tôi cho câu hỏi, ở mình là một mốc hay là một khoảng? Một mốc. Amen, một khoảng. Một tháng là một khoảng thời gian dài nha, for a month. Còn this month sẽ là một mốc hay là một khoảng? Mốc. Chính xác, một mốc nha, nói chính xác cái tháng này, this month tức là tháng này là tháng từ. Còn a month là một khoảng thời gian, tức là một tháng, nó có nghĩa là 30 ngày và không nói cụ thể một ngày nào cả. Ok. Ngoài ra thì mình còn có những từ như là never, never, ever. Nó đồng nghĩa với nhau là không bao giờ. Just, yet, already, recently. Bữa tiếp theo mình sẽ học về cái này nha. Ngoài ra còn có một số từ như là this week là mình dùng với since this week, today, this month, this year. Đó. Chú ý cho cô chữ since và chữ for. Sau for mình dùng một khoảng thời gian, mà sau since mình dùng một mốc thời gian. Ngoài ra nữa thì sau since á thì mình sẽ cộng với, có thể cộng với một mệnh đề. Thì mệnh đề ở đây chủ ngữ cộng với động từ V2 AD hoặc là V2, tức là chia ở thì quá khứ đơn past simple nha. Luôn luôn như vậy luôn. Ok, rất là nhiều kiến thức phải không? Ok, practice. Lần trước mình học đến past simple rồi đúng không? Bây giờ đến past participle. Participle. How do you form the word? Drive, throw, driven. Ok, bây giờ đến sent. Sent và sent. Get, got. Catch, caught. Let. Không thay đổi. Be, was, were và đổi thành been. Cái từ này mình thường xuyên gặp. Đó, phải nhớ. Meet, met. Eat, ate, đổi thành eaten. Fall, fell, đổi thành fallen. Swim, swam, đổi thành swum. Teach, taught. Fight, fought. Write, wrote, written. No new note. Cost. Okay, write down the words that you don't know. Con viết từ nào con không biết xuống nha. Viết cả ba hình thức của thầy. Đây người ta gọi là V1 này. Đây gọi là V2 này. Và đây gọi là V3.
Làm gì vậy? Nào, cái nào không? Nói từ đấy. Mày có bao nhiêu đâu không biết. Những từ này mình phải nhớ nha. Mai mình ôn tập một số từ là được. Ấy bữa quan hệ của mình có ôn tập một cái từ V2 này là mình sẽ dùng cho từ quá khứ đơn, còn những từ V3 mình sẽ phải dùng cho từ hiện tại hoàn thành. Go to next slide. Ok, bây giờ complete with the present perfect. Hoàn thành câu 1 đến 8 bằng cách chia động từ ở thì hiện tại. Tiếp diễn nha. Number 1. Have or has? Have. Has, nhân từ số x. Bath. Bath là danh từ riêng nè, là danh từ số x thì mình chia thành has. By mình sẽ chia thành bought, đúng rồi, bought. Has bought. Rồi, đến number 2. Harry has sent. Đổi thành chữ T. Đây là chữ has sent. Number 3. Has bring mình sẽ đổi thành buy, bought, bring. Cô gợi ý nè, buy mình có bought thì bring mình sẽ đổi thành has bought. Number 4 nha nha, đây là câu phủ định nha. He hasn't. Has hasn't. Check này, danh từ là động từ có quy tắc không? Không, nó là đúng rồi, thì mình sẽ thêm ed nha, thêm ed như bình thường, không có gì cả. Đến number 5. Lucy and Beth, hai người haven't decorate trang trí. Decorate. Thêm D or ED. Yeah, thêm D thôi, bởi vì kết thúc bằng âm A rồi, bằng chữ A rồi. Number 6. Yeah, động từ cho chữ T. And they haven't. Yes. Blue. Abel. Long. Chính xác. Long. Number 7. Miss Hardy. Has. Make. Make. Đúng rồi. Number 8.
Borrow chơi như nào nhỉ? Borrow thêm ed nó là từ bình thường. Nó không phải là bất quy tắc nha. Có nghĩa cần nhớ những từ bất quy tắc thôi, còn những từ mà không phải bất quy tắc á, thì mình không cần nhớ. Break person classes. Để cô xem nào, bạn lại có làm không? Answer. Gì nữa? Real. Okay. Bây giờ mình sẽ dùng thì hiện tại tiếp diễn để viết ra những câu này, viết những câu hỏi người nha. Tài thiệt từ xưa. Người thả người yêu tài thiệt. Mua đi. Đừng lo. Đừng lo là. Where? Where are you? Where have you? Put này sao? Put này động từ bất quy tắc hay có quy tắc nhỉ? Put. Put nha. Where have you put my car keys? Đó, nhìn này mình sẽ chuyển thành chữ have. Lần trước và vẫn là thì quá khứ đó, thì thường động từ ở thể V3 nha. Number 2. What? Mình chia động từ cho chữ mâm nè. What has? Chính xác. What has mâm? Chỉ 3 chấm. Cook for dinner. Thêm ID nha. What has mom cooked for dinner? Thích mà phi đà. Có một bức khai. Yeah. How much orange juice? Mình phải how much danh từ. How much orange juice have you drunk? Chính xác, have you drunk? Drink drunk. Okay, four. Where has he? Yeah, thêm ed. Where has he parked the car? Number 5. What have you bought for Liz's birthday? Yeah, bought for Liz's birthday. 6. How many photos? How many photos? How many photos have you? Chính xác, downloaded. Yeah, very good. Con hầu như là con nhớ được các từ rồi đó. Đây. Ok, bây giờ đó là câu hỏi. Mình sẽ tìm câu trả lời để nối vào nha. A, B, C. Mình có A, B, C, D, E, F. Where have you put my car keys? What do you choose? Where là ở đâu? Chính xác, C. What has mom cooked for dinner? What has mom cooked for dinner? Đi ra ngoài sân đi. Yes. How much orange juice have you drunk? D. Oh no, oranges. A. Where has he parked the car?
Where, vị trí. B. Yes, outside the hotel. What have you bought for Lee's birthday? D. D, trout. F. F, a CD, là bóc đĩa CD nha. And how many photos where have you downloaded? D. Yeah, very good. Tôi nhìn vào chữ hỏi này để mình đoán được cái đáp án nha. Where, what, how many photos and how many oranges? Đó. Has been to and has gone to. Oh, has been to. He's been to the city center. Có nghĩa là he's back now and he goes to the city center. He's still there. Có nghĩa là anh ấy đang has been to, có nghĩa là quay lại, còn has gone to có nghĩa là vẫn đang ở nơi đó. Nó có hai nghĩa khác nhau nha. Has been to và has gone to có hai nghĩa khác nhau. Has been to có nghĩa là quay lại, còn bây giờ has gone to có nghĩa là đang ở đó. He has been to city center, tức là anh ấy đang quay lại thành phố, qua trung tâm thành phố. Đó, hoặc là Peter and Harry has been to the sports center, là họ đang quay lại the sports center. Ok, hơi khó. Ok, để mình sẽ làm bài tập nha, nó sẽ dễ hiểu hơn. Task 5, circle the correct answer. Các sẽ nhìn vào đây và chọn đâu là have been or have gone to. Has been có nghĩa là be back. Còn has gone có nghĩa là still there, vẫn ở đó. Ok, number one. Có dựa vào nghĩa để mình chọn nha. Tôi phải đọc và dựa vào nghĩa. Two. One. I think has gone to có nghĩa là they are still there. Con nhìn vào chữ many time là thì nó phải là been to. Chúng tôi đã quay lại New York nhiều lần, chứ không phải là chúng tôi vẫn đang ở New York nhiều lần. Ok. Đó, có nghĩa là have been có nghĩa là quay lại, còn gone, have gone có nghĩa là vẫn ở đó. Number 2. Bây giờ con nghiền vào chữ at the moment. He Mike isn't here at the moment. Có nghĩa là Mike không ở đây lúc này. Và à, isn't here. Isn't here. B. He's gone to the park. Đúng rồi, B. Và anh ấy vẫn đang ở công viên. Number 3. They've been or gone to Italia. Họ đã quay lại Italia hoặc là họ đang ở Italia. Tôi nhìn vào chữ gợi ý của cô. Đây là in France now. Gone. They've gone to Italia. Họ đã quay lại Italia. Tôi nghĩ họ là đang ở France now. Tôi nghĩ họ là đang ở France now. Có thấy nghĩa hai câu đều khá là ok, nó không có vấn đề gì cả. Ok, có nghĩa là câu 3 này mình có thể chọn I've been or gone to đều được nha. Number 4. Ella was very tired. Cô ấy là rất là mệt.
cô ấy vẫn ở trên giường hay là cô ấy quay lại giường? Vâng. Yeah, going to. Cô ấy vẫn ở trên giường. Number five. Chúng tôi quay lại cửa hàng hay chúng tôi vẫn đang ở cửa hàng? Here, this is for you. Đây, cái này là cho bạn nè. Bình. Been, I've been. Tao đã quay lại shop. Đây, cái này là cho bạn. Ok. I think cô nghĩ cái phần này nó hơi khó với con á, nên là nó hơi bị khó 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 hiểu ấy. Để cô xem thử ở trên YouTube có cái phần nào tìm nó giải thích dễ hiểu hơn không. Has been confusing English verb been spent. English grammar. Let's see. Often confused in English. Often However, confused in English. there is a difference between the two forms. Both forms are commonly used to refer to movement to another place. Cả hai đều có nghĩa là di chuyển đến một nơi khác. Have or has been to refers to a completed journey in the past. Completed, has been, có nghĩa là completed journey in the past, là một chuyến đi đã hoàn thành rồi nha, kết thúc rồi, in the past, trong quá khứ. In other words, the person is no longer there. Có nghĩa là một người không còn ở đây nữa. As you can see in this illustration, she has been to Spain means she went to Spain for a visit and has already come back. Okay, cái câu này này, she has been to Spain, nó có nghĩa là cô ấy đã đến thăm Tây Ban Nha rồi và đã quay lại rồi, quay về rồi, không còn ở đó nữa. Have or has gone to refers to a journey from which someone has not yet returned. Okay, nó không phải là một completed journey nữa, mà nó là một chuyến đi mà bạn chưa quay lại. Có nghĩa là con vẫn đang ở đó nha. She has gone to Spain means she's visiting Spain. She is there. Okay. Câu she has gone to Spain có nghĩa là cô ấy đã đến thăm Spain và cô ấy vẫn đang ở Spain. Okay? Cái này dễ hiểu hơn đúng không? Remember this. Has been to completed Have journey. Or has been to refers to a completed journey in the past. Have or has gone to refers to a journey from which someone has not yet returned. Okay, giờ con hiểu hai từ này chưa? Has been to là một chuyến đi đã hình thành, con tới và con đã quay về. Còn has gone to là con tới nhưng con chưa quay về, con vẫn đang ở đó. Okay, chỉ vậy thôi. Example. Have you ever been to China? He's been to Rio many times on business. He's been to Rio many times on business. Ask Pam for some money. She's been to the bank today.
Sally's gone home for the holiday. Bob and Peter have gone to a conference in LA. Tina's gone to the mall, but she should be back soon. Yes, thank you so much. Trời ơi, video giảng dễ hiểu hơn bao nhiêu. Đó, thank you. Okay. Oh, what about homework? You haven't finished? Chưa. Có làm chưa? Phải làm mới có bài. Đó hả? Có làm có bài, có đưa mấy bài nhỉ? Hình như 3 bài đúng không? Oh, rất là nhiều thứ để phân biệt được. Thì hiện tại tiếp diễn. Ok, bây giờ con có thể nhắc lại cho cô một số cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn không? Để miêu tả gì nhỉ? Thứ nhất là miêu tả về trải nghiệm, về những trải nghiệm mà con đã có. Đó, đây. Ở đây nó không có nhiều bài tập để complete. Ok, bài cuối nha. Đây một cách sử dụng nữa của thì hiện tại tiếp của thì hiện tại hoàn thành á là sẽ dùng trong cái câu so sánh nhất. Con nhớ đâu cái câu mà this is a okay. This is the strangest story I've heard. Tôi từng nghe nha. Đó, nó dùng trong câu so sánh nhất. Nó cũng là một. Đó, nó tương tự như này. Đây là cái câu chuyện kỳ lạ nhất mà tôi từng nghe. Trước đó mình chưa nghe một lần nào cả, bây giờ mình mới nghe, mình cảm thấy câu chuyện này rất là kỳ lạ. Thì hiện tại tiếp diễn, thì hiện tại hoàn thành nó sẽ dùng trong cái trường hợp này. Ok, bây giờ con sẽ hoàn thành từ câu 1 đến câu 8. This is the This is the longer longest email I have read đổi thành wrote right or written written yes written nha yeah. Written là V3 của write. This is the best book I have read. Yeah, I've read. Vẫn giữ nguyên đúng không? Mình sẽ đọc là read chứ không phải là read. Number 3. That is the most boring story I have. Kia đổi thành gì nào? Nó là động từ bất quy tắc ạ. Hurt. Ghi từ này vào nè. Here. Hurt và hurt. Mày cứ dùng đồ tù lên. Không ta mày. Ta mà ngồi ai. Ok, làm câu 4 rồi. Câu cuối nào. Is the funniest. Funniest. Person. Yes. Funniest person I have met. Đúng xác. Yeah, very good.
phát âm của con cũng tốt hơn rồi đó. Have met, met. Okay. Number five. Last one, last one. Canada is the most beautiful country we have been visited. Chính xác, visited. Đó, không phải là động từ có quy tắc. Okay, number six. This is the best meal. Best meal. I have sao chia sao nào? Okay. Con thêm chữ have hoặc chữ đúng rồi, had. Con thêm chữ have hoặc chữ has. Sau đó con phải đổi cái động từ thành V3. Đó, thì ở đây mình sẽ có là have had. Okay. Number 7. That is the whose photo. Worst, the worst. The photo. Photo. I have seen. Chính xác, seen. Very good. Number 8. Yeah. This is the best car he has driven. He has driven. Đọc là driven. Driven. Yeah, good job. Understand you. Có là ok, nhìn chung thì con đã hiểu được cách viết, cách làm của thì hiện tại hoàn thành đúng không? Nhưng bữa sau cô sẽ cho cô một bài tập mix thì nha. Bài tập mix thì rất là khó, con phải nhớ được các cách sử dụng cơ. Ok. Thank you so much. That's all for today. And good, bye bye. Học hôm nay học đến đây thôi nha. Ừ, bye bye con. Good night. Good night. Bye bye. Rồi, được đi ngủ rồi. Thank you.